Khai trương là con nhất định phải mời bà giàu qua mở hàng để con còn xin vía làm ăn phát đạt. Ai mày chả mời, mày lại dám mời cái bà già này mở hàng khai trương thì cả làng này người ta sợ mày là đúng rồi. Con không quan tâm mọi người bàn tán cái gì. Quan trọng nhất một điều là cả cái làng này mỗi bà tên giàu là còn tốt bụng nữa. Từ ngày mẹ con về đây toàn bà giúp đỡ, bây giờ không nhờ bà nhờ ai. Cái con này rõ là Thảo Mai nhưng mà nghe lại thấy mùi tai. Có ai khen cái bà già này ăn cơm nhà nước 2 năm là tốt bụng bao giờ đâu. Thế là phải tốt lắm rồi họ mới thả về đấy. Chứ đầy người mang tiếng tử tế nhưng mà họ tử tế đâu. Cái này bà công nhận với con không? Cái mồm mày ấy, cứ thẳng ruột ngựa giống như mồm tao ấy. Nhưng mà tao thích. Thôi bà vào đây. Ừ. Sao là ai đấy? Ai này? Bà ơi, bà đợi con tí nào. Cái gì này? Cô chủ đi đâu để quán tênh hênh nhá. Tôi vào chả thấy ai. Cửa đóng có mỗi một nửa kìa. Thằng Phúc đâu? Đi đâu rồi? Gọi không thấy thưa. Phúc ơi! Phúc ơi! Nó không có nhà đâu. Phúc ơi! Huyền ơi! Pha cho bà cốc nước cam nhá. Chào đó bà. Thằng Đông cháu nội ông Mão hả? Dạ vâng. Uầy, hôm nay bà đi đâu mà ăn mặc đẹp thế nhở? Chúng mày có biết hôm nay là ngày gì không ạ? Biển to lù lù đặt ngoài cửa kia, sao cháu lại không biết ạ? Biết sao lại để nó khóc lóc như thế ạ? Thế nhỡ cửa hàng nhà người ta làm ăn bết bát, chúng mày có chịu trách nhiệm được không? Cháu liên quan gì? Sao không liên quan? Cô ấy khóc chứ cháu khóc đâu. Mới sáng sớm mà để con gái nhà người ta khóc lóc như thế, thế là dở rồi, ra dỗ nó đi. Cháu dỗ mãi chả có được đâu. Bà bảo mày về nói với ông nội mày dạy cho mấy chiêu dỗ gái. Ông nội mày thời trẻ dỗ gái giỏi lắm, cái mồm mà cứ dẻo quẹo ra ấy. Thế cơ ạ? Chả thế nữa. Ra dỗ nó đi. Vâng. Thôi, nín đi. Nín đi, không người ta cười cho bây giờ. Lúc nãy anh chả bảo em khóc thoải mái chứ còn gì. Anh bảo em khóc lúc không có người. Bây giờ có người rồi thì em phải tiết chế lại chứ. Biết thế đưa sư ra bờ đê ngồi cho nó mát, đỡ xấu hổ. Đừng có mà phụng phịu, dầm nát nó ra thế kia. Quả cam nó có lỗi gì đâu mà đau nó ra. Chán quá bà. Việc gì mà phải chán. Khai trương cửa hàng nhá, đông người thì càng có lộc chứ sao nữa. Ê, có khóc này, có cười, thế là đầy đủ mọi thứ. Em không uống gì cả. Hôm nay khai trương quán với người ta, em vào đây mà em bảo em không uống gì. Em ơi, pha cho anh cốc cà phê rồi múc cho anh gáo nước mưa nhá. Đợi tí. Em uống đâu mà anh. Em gửi bà này. Này, bà cho. Mừng ngày khai trương cửa hàng, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước cam, mà tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê phin. Cảm ơn bà. Ừ, thế bà về đây. Đấy, con đưa bà ra. Ừ. Đến rồi đấy. Chào bà. Ờ, bà bán hàng đi, nhỡ lại có khách. Hãm cành cạch mà đang ngồi kia thì buôn đi bán cái gì hả bà? Biết đâu đấy. Con chả hy vọng gì nữa rồi bà ơi. Ui giời. Con chào bà. Ờ. Bà xong quán xong xuôi rồi hả? Xong xuôi hết cả rồi, phát đạt lắm. Có bà giàu, có cả anh Đông dẫn khách đến, được mắt nước mũi là cứ chứa tràn ra ấy. Mở hàng mà nhiều nước như thế có lộc lắm đấy. Thôi bà về đây, hai chị em nói chuyện với nhau đi. Chào bà. Ừ. Con chào bà. Ờ. Sao nước mắt nước muối gì ở đây chị? Tao bảo mày trong quán đừng để ai vào rồi mày đi đâu hả? Thế em đi mua bóng đèn. Chính chị là người chê quán tối om xong rồi bắt em thay mấy cái bóng còn gì nữa. Mà mua xong em có dám về luôn đâu. Sợ về thành sông quán chị chửi em chết. Đành ngồi ở chợ đá cốc chè đỗ đen. Nhưng mà làm sao đấy ạ?
Anh Đông của mày xông quán cho tao rồi kìa. Bây giờ tao làm ăn gì nữa? Vãi. Anh Đông xông quán mình á? Vâng. Quý hóa chưa? Đã đến xông quán dẫn gái đến khóc lóc ỉ ôi ta. Tao mà làm ăn thua lỗ quả này thì mày chết với tao nhá. Tại chia tay người yêu à? Sao tao biết? À, chị xử lý cho em quả này nhá, không ông ấy bắt em giải quyết hậu quả của ông ấy. Thế nhá. Hộ em. Mày đâu? Có việc nhá. Hộ em nhá.